Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2024 tại chi bộ ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh. Trong tháng 3, chi bộ lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quân sự, công an và xây dựng hệ thống chính trị. Tại cuộc họp, đảng viên chi bộ cho ý kiến đề nghị có kế hoạch tu sửa các cống đập cũ xuống cấp trên địa bàn ấp, hỗ trợ người già neo đơn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và vệ sinh, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao hoạt động và chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp Thạnh Lý, đồng thời lưu ý chi bộ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, phát triển hội viên và giải quyết kịp thời các vấn đề cuộc sống, đảm bảo người dân được thụ hưởng các chính sách về giáo dục, y tế, triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.